Nguyện 19 và 18 không thể phân Vì kinh văn trong kinh vô lượng thọ Rõ ràng minh bạch nói với chúng ta Quý vị xem trong kinh này Ta bối giảng sanh Giảng sanh chánh nhân Quý vị xem đã rõ ràng rồi Bất luận là thượng bối, trung bối, hạ bối Hoặc là tu học các pháp môn khác khi sắp mạng chung Đem công đức mà mình tu học Hồi hướng cầu sanh tịnh độ Tất cả đều được Pháp môn này không nói là Anh nhất định phải tu tịnh độ Anh tu các pháp môn khác Không thể giảng sanh như vậy Chỉ cần phát bồ đề tâm Nhất hướng chuyên niệm Nhất hướng chuyên niệm này Lâm chung thập cũ cũng là nhất hướng chuyên niệm Đây là các tổ sư Đại Đức ngày xưa Vì chúng ta mà nói Như vậy chúng ta đã hiểu rõ Biến Pháp giới hư không giới Mười phương ba đời Tất cả chư Phật Bồ Tát tu hành Chỉ một câu A-di-đà Phật này Triển khai câu A-di-đà Phật này Chính là 48 nguyện Triển khai 48 nguyện chính là toàn bộ kinh vô lượng thọ và triển khai rộng toàn bộ kinh vô lượng thọ chính là kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm kinh đại phương quảng phật hoa nghiêm là trình bày cặn kẽ cả tỉ mỉ của kinh vô lượng thọ nên bàn thế thanh cư sĩ nói kinh vô lượng thọ chính là trung bộ hoa nghiêm a di đà phật chính là tiểu bộ hoa nghiêm Nói như vậy rất có lý à, Triển khai rộng kinh Hoa Nghiêm Chính là Đại Tạng Kinh mà hiện nay nói à, Và tiếp tục triển khai 49 năm thuyết pháp của Thế Tôn Chính là tất cả kinh điển Mà mười phương ba đời tất cả chư Phật nói Một câu a di đà Phật là tổng cương lạnh Khi chư vị tổ sư chưa phân tích như vậy Chúng ta không biết Phân tích như vậy mới phát hiện được A-di-đà Phật là bảo trong các thứ bảo là vô thượng pháp bảo. Là sao? Là tự tánh A-di-đà Phật của chính mình. Học Phật không có gì khác, mà là trở về với tự tánh. Chúng ta thật sự đã học hiểu Đại thừa giáo thường nói Sẽ như thế nào Ý của lời này sâu sắc vô cùng Biết rồi Nếu thật sự đã biết Thì hiện tại ta đang sống trong A-di-đà Nói cách khác Hiện tại ta đang sống trong thế giới cực lạc thế giới cực lạc ở đâu ở ngay tại đây chúng ta đã chuyển cảnh trước mắt thành cảnh cực lạc cũng chính là tuy ta ở trên địa cầu còn chưa đi đến thế giới cực lạc dù ta ở trên địa cầu này nhưng tâm tình giống như đang ở thế giới cực lạc vậy thật giống nhau sao thật giống nhau vì sao vì ta đã không còn vọng tưởng phân biệt chấp trước à, hay nói cách khác lục căn của ta đã ở trong cảnh giới lục trần không khởi tâm không động niệm không phân biệt không chấp trước như vậy ta với thế giới cực lạc có gì phân biệt giống nhau vừa khởi tâm động niệm là không giống nhau nữa vừa phân biệt chấp trước thì sai biệt càng lớn Chư Phật Như Lai, Pháp thân Bồ Tát, bất luận ứng quá ở đâu, họ tuyệt đối không khởi tâm đồng niệm. Khởi tâm động niệm còn không có, làm gì có phân biệt chấp trước. Họ ở thế giới nào? Nhất chân pháp giới. Cảnh giới của họ là gì? Cảnh giới của họ là thường tịch quang. Thật sự thâm nhập Pháp môn bất nhị Đây, Đây hoàn toàn là sự thật Cũng là những gì Đại thừa Trung Quốc nói Đại triệt đại ngộ Minh tâm kiên tánh Như lục tổ huệ năng của thiền tông Sau khi khai ngộ Ngài trú trong cảnh giới này Mà phạm phu chúng ta không biết Chúng ta có nhìn cũng không nhận ra Nhưng nếu nhìn tỉ mỉ Cũng có thể nhìn ra một việc là Nhìn họ rất tự tại Ta có thể nhìn thấy họ thanh tịnh, bình đẳng, từ bi Chúng ta tỉ mỉ quan sát Tất cả Pháp trong thế xuất thế gian Họ đều không để trong tâm Tâm họ hoàn toàn thanh tịnh, không nhiễm chút trần Tâm và thường tịch quan tương ưng Sinh hoạt hành vi với tất cả chúng sanh Hòa quan đồng trần Chúng ta nhìn không thấy Dấu tích đều không nhìn thấy Miễn cười với tất cả mọi người Thật sự làm được nhu hòa chất trực Như vậy là đã nhập vào cảnh giới Không nhập vào cảnh giới Vì họ có chấp trước, có phân biệt Họ có phiền não tập khí Cũng chính là có tham sân si mạng Vô lượng thọ chúng ta chỉ học đến đây Ở dưới trang nghiêm có một điều Trang nghiêm giả Tham quyền kỷ Trang nghiêm hữu nhị nghĩa Nhất thị cụ đức nghĩa Nhị giao sức nghĩa Trang nghiêm là mỹ hảo Mỹ hảo có hai nghĩa Thứ nhất là đức Cụ đức Trong tự tánh vốn đủ đức tướng nghĩa thứ hai giao sức giao là giao hổ sức là trang sức đây là dùng ý nghĩa của thế gian để giải thích chúng ta có tụ hội tốt lành như người thế gian làm hỷ sự làm chúc thọ nhất định có nơi chốn trang nghiêm bây giờ gọi là lễ đường lễ đường cần phải trang hoàng bố trí đây là ý nghĩa của giao sức